Bài ghi nhận thứ ba là như thế này. Bây giờ đề bài nó cho biết, sự thay đổi, cho biết sự thay đổi về số lượng, tỷ lệ các loại nu, tương đương tỷ lệ các nu thay đổi về cái chiều dài, chiều dài là chiều dài gen đấy, hay là cấu trúc protein, vân vân. Và người ta yêu cầu mình đi xác định số lượng nu, phải không? Thì cái sự thay đổi. Bây giờ để làm cái dạng này thì cho một ví dụ cụ thể sau. Đề bài như thế này, gen có 3.000 nu, trong đó tỷ lệ phần trăm A là 15%. Gen này bị đột biến nhưng chiều dài không thay đổi. Xác định dạng đột biến và số nu mỗi loại của gen sau đột biến. Biết sau đột biến thì tỷ lệ A chia G bằng 43.27%. Rồi, bài này làm sao đây? Cũng là cái dạng xác định cái dạng đột biến và số lượng của loại nu, không? Cái bài này nó khác những cái bài trước ở chỗ là nó cho cái số lượng và tỷ lệ, không? Của gen sau đột biến có sự thay đổi. Cụ thể đây mình thấy là A chia G là bằng 43.27% sau đột biến. Và thứ hai là cái chiều dài, cái chiều dài, cái chiều dài trong trường hợp này thì không có thay đổi. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết bài này như sau. Đầu tiên là ta có rồi nè. Ta có tổng số nu của gen ở đây là 3.000. Rồi đề bài cũng có luôn là A, tỷ lệ phần trăm A là bằng 15%. Vì A bằng 15% cho nên số lượng A sẽ là 15% nhân cho 3.000. Chỗ này đem ra được 450. Và chắc chắn cái này phải bằng T rồi. Cái thứ hai là cái G. Nếu A là 15% thì G chắc chắn sẽ là 35%. Và muốn tính số G thì lấy 35% nhân cho 3.000. Thì cái này ra 1050. Và cái này sẽ bằng. Và nhớ cho thầy ATGX này là của gen trước đột biến. Rồi, thông qua cái này thì bây giờ mình cũng xác định cho thầy được cái là gì? Cái tỷ lệ. Ta có tỷ lệ A chia G trước đột biến. Lại lấy 450 chia cho 1050. Rồi nó ra nhiêu đi? Ở chỗ này là ra được là 0.4286. Rồi nhớ cái này trước là của gen lúc chưa bị đột biến. À bây giờ mình coi nè, để coi xác định được coi đây là dạng đột biến gì thì dựa vào cái yêu cầu đề bài, cái dự kiện bài nó cho. Bài này nó cho là tỷ lệ A đột biến chia cho G đột biến là ra 43.27%. Tức là có thể cái này tính ra là 0.4327. Các em thấy là cái gen của mình lúc chưa đột biến thì A trên G nó từng này. Đấy. Nhưng mà sau đột biến thì nó là 0.4327. So sánh hai cái con số này thì mình nhận thấy là con số dưới nó lớn hơn. Phải không? 4327 lớn hơn 4286. Mà con số dưới này nó lớn hơn thì để chứng tỏ cái tỷ lệ được thay đổi. Nhưng quan trọng là thay đổi theo hướng nào? Chỗ này cái luật K. Có cái sự thay đổi. Thay đổi gì đây? Thay đổi về cái số nu, đúng không? Bởi vì thay đổi về số nu thì mới thay đổi về tỷ lệ. Thì bây giờ thay đổi như thế nào mình coi nè. Đề bài nó cho là chiều dài gen không thay đổi. Chiều dài gen không thay đổi thì nếu mà đột biến thuộc dạng mất á là không được rồi. Bỏ trường hợp ra đi. Trường hợp thứ hai là trường hợp thêm. Chắc chắn cũng được rồi. Thêm thì chiều dài mới thay đổi. Trường hợp thứ ba
và đảo vị trí. Đảo vị trí. Đảo vị trí thì chiều dài không thay đổi, nhưng mà cái tỷ lệ nu nó phải thay đổi. À, tỷ lệ nu thì cũng không thay đổi, đảo vị trí tỷ lệ nu cũng thay đổi. Nhưng mà trường hợp này các thấy là tỷ lệ nu nó thay đổi được. Nên đảo vị trí cũng bỏ luôn. Như vậy chỉ còn trường hợp cuối cùng là sao? Chỉ có thể là thay thế nu thôi, đúng không? Như vậy thay đổi theo cái số nu theo cái hướng là gì? Kết luận thứ hai. Có sự thay đổi số nu theo hướng là thay thế. Thay thế một số cặp AT, X cặp AT bằng X cặp gửi hoặc X cặp gửi bằng X cặp AT. Thay thế giống nhau bởi vì chiều dài nó không thay đổi mà. Đó. Nên có hai trường hợp là thay thế x cặp AT bằng x cặp gửi x bằng x cặp gửi x bằng x cặp AT. Thế thì trường hợp nào đúng trong hai trường hợp này rồi lại quay lại cái tỷ lệ này được. Thầy nói rồi, hai con số này khác nhau. Cái gen sau đột biến có A trên G nó tăng lên, đúng không? Nhưng mà điều đó chứng tỏ là số A phải tăng lên và số G nó phải giảm xuống. Đấy, G giảm xuống. A tăng lên G giảm xuống thì có nghĩa là thay x cặp G AT, trường hợp này nhận và trường hợp này bị loại đi. Cái này hướng dẫn thật chậm để cho mình rồi khi xác định được đột biến thay thế x cặp gửi bằng x cặp AT thì mình tiếp tục làm như sau. Chúng ta lại có lúc này A đột biến trên G đột biến và tỷ lệ đó sẽ bằng, em lấy cái A ban đầu là 450. Lúc này thay x cặp gx bằng x cặp at thì lấy 450 cộng cho x chia cho g của mình là 1050 trừ cho x thì cái này sẽ ra cái tỷ lệ là 0.4327. Đây là tỷ lệ của cái a trên g sau đột biến. Hoặc em giải cái phương trình bậc nhất một ở đây ra thì tìm được cái x bằng 3. Như vậy là đột biến thuộc dạng kết luận ngay. Đột biến thuộc dạng thay ba cặp gx bằng ba cặp AT. Và khi xác định được đột biến thay ba cặp gx bằng ba cặp AT thì mình suy ra được A sau đột biến sẽ bằng T sau đột biến lấy 450 cộng cho 3 còn 453. G đột biến bằng x đột biến thì lấy 1050 và trừ cho 3 thì ra 1047. Đó thì đây là đáp án của cái. Như vậy đối với cái ví dụ này thì các em phải xác định để coi, đúng không? Đột biến nó thuộc dạng nào? Và muốn xác định được đột biến thuộc dạng nào thì phải dựa vào hai điều kiện để bài đã cho. Thứ nhất là chiều dài và thứ hai là tỷ lệ của cái nu trước và sau đột biến nó thay đổi theo hướng nào, không? Thay đổi theo hướng tăng lên hay là giảm đi thì mình biết được cái kiểu đột biến. Và khi xác định được kiểu đột biến rồi thì em dễ dàng tìm được số nu từng loại. Yeah. Thì đây là một cái dạng bài tập thứ ba rất cơ bản của cái bài tập từ biến gen thầy mới hướng dẫn cho chúng ta. Còn bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, hy vọng sẽ gặp các em trong những cái tiếp theo. Chào các em.